Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Ai sao? Đây là vũ khí của anh em mình. Vũ khí hôm nay anh em mình thì kiếm cá. Chỗ này. Để con muốn siêu cay. Tạo siêu cay. Trên này rất là nhiều cá các bạn. Nhiều lắm. Đây là bé. Cá trên núi bơi xuống. Cá gì trên núi ấy? Linh thú á? Hả? Đó, nhảy xuống ấy. Đi ra. Nhảy xuống. Mày đánh ấy. Tao ở trên bờ, tao cổ vũ. Ôi, em không gửi đâu. Đứa ơi. Anh đi mà đánh. Mày ở đây, trên này trong... Mày ướt em à? Từ để tao xem này. Tính toán. Ý. Tính toán xem thế nào. Đây. Tính như chẳng toán. Đâu, không được á. Học lào và đang nhăn. Ui, sầu phết đây anh nhỉ. Chắc giờ sầu chết người. Anh nhỉ. Sầu. Thêm người ta xuống. Lạnh quá chứ. Tới đi. Cả phao mệt bé quá. Bé đi ăn bơi rồi chứ anh mọi người. Sâu rồi. Hả? Sâu. Có phao thì gọi sâu rồi. Dài mày giải thế nào được. Anh biết bơi kiểu phao đấy không? Sâu. Cấp đánh lưới của anh mà mày không biết. Anh cái lưới đấy thì em đấy. Không được đấy. Không được đưa. Ủa? Tí nữa. Không phải đưa. Nước nó xuôi xuống rồi nó bị. Mày bị cái gì? Wow. Cuộn đi theo rồi cơ. Anh thấy nó phao nó ra đằng kia chưa? Tao biết rồi. Đi mồm, biết cái gì thì biết. Nói. Anh đi. Anh đánh. Cuộn được. Giải thích bên đây này. Biết rồi. Nói nhiều nhỉ. Xuống rồi. Anh không cho à? Anh mất cái cọc cửa, cẩn thận hổ mang ra nó cắn rồi đấy. Mày lên xua đi. Xua kiểu gì? Lấy đá mà ném. Chửi nó vô rồi ra. Lấy đá ném. Có đâu. Đấy, ném bên kia cơ à? Thì anh trả đấy, em đặt ném ở đấy à? Xua nữa. Rồi, đang xua. Thì đá to mà ném. Đá to ném được à? Thấy cái gì nhỉ? À, thường ngâm tí đã. Ngâm tí đã. Sang bên đây xem chỗ này có nhiều ống tính. Tí nữa ở đấy. Ấy, khước đâu hết rồi anh. Ui, con gì cày tam được. Ôi, nó lôi lưới à? Nhanh không? Ui, má ta. Giật mạnh lên, không có chân nó quẩn mất. Từ từ. Đấy. Giật. Ui, nó lôi á. Lôi á. Ấy, ấy. Đợi, đợi, đợi. Đấy. Nhấc lên. Phải nhẹ nhàng. Nhẹ khỉ á. Phải nhẹ nhàng. Quả cây. Tiến mẹ. Im. Im nhẹ nhàng không nữa. Cái gì á? Anh làm để mất hút. Nhẹ nhàng nó, cho nó quấn quấn đã. Quấn như khỉ ấy. 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 Giật đi. Đứt mất. Đứt gì mà đứt. Lôi đi rồi. Đang lôi đây. Cái gì ấy? Nhấc lên. Ui ui ui. Ui, ui nần nần, ui. Ui nần nần mạnh ngay trường. Ui. Giật đi. Ui thôi, xong. Trời. Ui rách to ấy. Ui. Cá to, con này cá to. Ui. Cá ảnh. Ui rách to, vãi trường. Bảo lôi đi trả lôi. Ui không được. Lưới lên. Lưới này không ăn thua rồi. Thế lưới nào mới ăn thua? Để tao về lấy vũ khí hạng nặng nào. Khí hạng nặng á? Quả này. Anh đang kiếm cái chém nó à? Điên à, cá
to 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 Ê, vũ khí hạng nặng đây. Truy à? Hả? Truy à? Chài. Chài à? Ừ, ít đảo. Em theo trong TV mà. Vì này, bị quăng thế này này. Người ta quay này, hết một cái. Ừ. Nhưng mà nó, em nói trong này, trong này, trong này. Ừ. Đây, đây, xuống thế này, quăng thử. Vũ khí tắm người. Đây, trên này. May là vô công em thơm hậu nên biết bơi. À, tránh ra. Nhớ mày không? Từ mày lại làm động ở chỗ kia rồi. Thì nó lại trôi xuống dưới rồi. Từ từ tao phải lấy ra. Anh phải quay như độ thổ ấy. Quăng! Trời! Quăng thế! Nó không xè ra không được đâu. Tôi chết cả rồi, chìm mất rồi. Xuống lấy. Xuống lấy. Quăng chuột. Chỗ này mát không đi, tắm mát nhỉ. Tắm lên. Từ từ, bắt cá đã. Tụp vào đây đấy. Nhìn nặng vẫn trưởng. Đây đây, em kéo. Nặng lắm. Đây đây, kéo. Từ từ. Ôi, tụi chim. Nếu mà nằm ngoài không biết chủ rồi. Đây, dạng rồi còn đâu nữa. Đây. Thả mang về cho chim sâu ở. Thôi. Chim chóc này, kéo lên. Vứt đi, vứt đi. Đây, kéo lên, kéo lên. Không. Mày quăng hơi khó nhỉ. 30 giây. Hơi nặng. 30 giây em kéo. Thôi, mày kéo tao thì không à. Gì mày lại thả tiếp à? Nặng thế này đấy. Ui, nặng lắm mà chút đá. Nặng. Có cá mù mắt nó mới vào của anh. Người ta đánh hẳn lúa em chả đuổi anh nó chạy. Thế nào biết quăng thì mới đấy. Ui, được con chơi chai này. Đấu đàn đá. Đàn đá. Đưa đá đi. Đưa đá đi. Đưa đá đi. Đây. Chạy. Vũ khí này hình như có vẻ không ăn thua rồi. Bây giờ phải tập quăng đã. Đi xuống đây quăng. Tập trong lên bãi chứ chưa kiến à. Tập mới phát bây giờ quăng đỉnh cao. Uầy, mày ăn mày được phát. Ăn mày được phát. Quăng lại đi. Đẳng cấp luôn đấy. Chỗ này. Công chơi chơi chơi. Biết rồi. Phát luôn, chạy nhá. Chạy dần nhá. Chạy nhá, tao biết rồi. Nhả dần nó mới đấy. Lúc nãy mình không biết quăng. Công chặt vào trong nhà. Hả? Công chặt dài rồi. Không, mày điên à. Chạy nhá. Đấy. Làm phát vào đầu mày bây giờ. Đấy, thấy chưa? Nó phải như thế. Ai ui, nhưng mà... Ui, xe to nhờ. Từ từ. Ai da. Công lực dồn tất vào phát này, quả nó... đấy đã rồi. Cho nó chìm kìa ra. Chỉ đã. Đấy, phải lôi từ từ thôi. Ok. Đi. Đi đi, nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi. Đáng nhẹ ra phải nhảy xuống để vơ vơ cái chài, à cái chì vào đấy. Sao lại vơ? Thì để cho nó đấy kia. Sao có phải vơ đâu. Rồi nhầm. Ui lưới thủng. Lưới thủng. Ui. Từ. Ôi kìa. Ui. Con gì đấy, được con gì đấy. Nặng thật. Im. Cái gì. Được con gì rồi. Nói lên. Cá. Ui cả con ếch này. Ếch. Im. Đừng có lơi. Giả mất. Ui cá. Ui. Phát trưởng. Ui cá. Nào tránh.
Anh Nhóc, lôi tao lên, lôi tao lên. Rơi ạ. Sợ nhảy đến cây chết cha mày. Anh Nhóc lấy em một đài chứ. Hả? Anh à. Rơi ạ, thì chạy nhá. Em lên. Lát em lên á. Anh lên đi. Anh nhớ thế. Nhảy lên. Ui, con này to phết đấy. Ui, cái nhóc. Quả nhóc của tổ. Sao nó vào đây nó quật nhờ? Không cầu được nhờ. Ây, cái nhờ. Chạy mà lại. Ây. Ui giả. Lãi lớn rồi. Ui. Thế là anh gì đấy? Đi mua chai này là lãi gì đấy? Ôi. Anh ngu đấy. Móc cá chả thằng nào mà móc ở đâu nữa cả. Điên là cá lóc phải móc vào mắt nó. À, nó. Cá lóc móc vào mắt. Đấy. Kinh đấy. Tao thù. Thấy chưa? Hồ xịp này. Con ếch. Con ếch ấy. Ui. Ếch ếch ếch. Đi đi. Nặng quá. Quăng được vài phát. Quăng tiếp đi. Hả? Tôi mệt lắm rồi. Đi quăng tiếp. Mệt lắm. Quăng. Quăng dây nữa. Mẹ mày. Bướng à? Cô nhỉ. Con này chúa ở đây. Anh bắt con chúa. Để nướng này. Con ếch này của em nó bị đau rồi thế nào. Ê. Bị chì rồi đánh vào choáng. Cái gì? À đây. Cút đây, cút đây. Ôi. Ê. Chặt lên. Mày lấy con dao sang đây. À được đấy. Tao nghĩ ra món mới này. Món gì? Đi sang đây. Nó anh bỏ đâu? Lấy củi sang đây. Tao bên kia. Ấy. Ấy. Để lưng rồi, không chạy được đâu. Cũng để lưng nó nhỉ? Hay là nó đi gần nữa. Lấy con dao sang đây. Con chạy con của mẹ. Đây. Lấy ra đã. Ui dồi ôi, lại bẩn hết áo rồi. Anh tạc thế làm gì? Cho nó mỏng bớt đi, cái cây này dày lắm. Bên trong cũng có con ổ con gì ấy. Ủa, cái mổ nào tránh ra. Răng à? Phê không? Ui nó nghiện, nghiện đấy. Nghiện gì? Nhờ nó chui vào tủy răng ấy nhỉ. Ui, nó mọt thế. Sao nó mọt thế anh? Chửa đi, đút con cá vào đây, đốt. Hay nhỉ, sao nó có mọt trong này? Chửa đi đã. Này, cầm ấy. Cầm gì? Giữ, giữ. Con ếch thả xuống, tao bể kia nó rồi. Anh bể lưng nó không nhỉ? Nào, giữ anh. Ok. Cây gì? Cây nào nhỉ, úp nữa à? Nào, lấy củi đi. Tao đây đốt. Được thế á? Ừ. Thế cháy thôi. Không cháy. Cho nó đầu lên. Hả? Cho đầu lên. Cái gì? Việc thôi. Được. Đấy. Lấy cùi, lấy cùi. Thế con ơi. Thế mày thích làm nào là? Em nướng nhé. Ừ. Em đi mổ. Ờ.
Đấy, nhìn con ếch của em này. Mày nướng thế thì nhìn ra cái chết gì? Ra cái chết gì? Nhìn nó phọt lung tung ra. Chả thèm cho ta tới đút vào mồm. Thế em chả cho em mà đút. Gà này nhiều lắm đấy. Ôi dồi ôi, mình nướng cái con ếch kiểu gì thế này? Lật lên, nó bỏng ngay không lật được. Không có que đây. Dao có, cây găng đầy kìa. Anh bảo... Ai, 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 nóng á. Nhưng mà anh mang xiên không mang? Xiên que găng cái kìa. Ai, nói thôi. Đã chắc sắp được kìa. Chưa. Hết chỗ này tao đi. Cho em nhận cái tinh túy của nó nhá. Ôi, con ơi của em. Ôi, mày nướng. Nè mày nói. Mày nướng kiểu này. Kiểu này thì anh không được ngồi. Xem nào. Anh bảo cho nghe con chửi giò ấy. Cứ đói. Mày nướng. Ôi, không có muối à? À, bên kia có muối kìa. Anh lấy đi. Anh lấy đi. Ừ. Ngon lắm. Gà nó. Này, gà nó nướng như kiểu cất trâu khô ấy. Ừ. Này. Ui, quên bỏ mật rồi. Đúng lắm. Ừ, quên. Mời các bạn nhé. Bỏng quá anh ơi. Ừ, mời các bạn nha. Ôi, ăn nhạt rồi. Tao có muối. Tao cũng tưởng tao đem. Nó cháy quá. Cháy mất da à? Đắng. Đưa mình ra đi ăn ngon. Ngon mà. Ngon nhỉ anh nhỉ. Thơm. Cá ngon. Chết. Chín chưa mà chén? Khả năng là chín rất là cao. Cao khi chín chưa. Vừa là phải. Gì đó? Ui chín quá. Sao nhìn bên trên đen như gì trắng này? Bên dưới nó kia. Bên dưới nó ở... Ở anh dưới này. Anh cho nó bẩn nào. Đâu? Tí bẩn với chứ. Bẩn như bẩn. Nào thế. Tại sao? Thử ta xem chín chưa nào. Chín rồi. Mày bỏ xem nào. Hả? Xem, ăn luôn.
Hả? Chia đôi. Chia đôi cái gì? Chia đôi cái chỗ anh xem. Đây cái đầu. Chia nửa. Đây sống đây này. Sống cái chỗ anh xem ấy. Ở đây, tao xem xong đã. Chia nửa mà. Thì bỏ ra. Ở đây cho mày ăn tất. Ăn đi đấy. Đấy mà ăn tao ăn thần đuôi. Ai cả. Mà nóng thế. Chà. Mời các bạn nhá. Mày chết thằng ngu. Tao đã bảo đút đầu xuống thì không nghe, ở dưới đầu nó nóng. Đây cuối cùng này. Sống đây này. Ngu ấy. Tại mình ngu ấy. Nó về lóc thì ra nổ trong đó. Đây, dưới này chín hết này. Cái gì đây? Trứng à? Cái này trứng thôi. Bỏng. Cái gì nữa? Cái trứng quê đó. Điên là tao nghi còn chưa phải trứng đâu. Không phải trứng. Không phải trứng. Không phải trứng mà mình cứ moi moi nhỉ. Không phải. Cái bóng kia của nó. Ăn đi. Bóng bóng. Nhìn như có cái chỗ nhỉ. Ăn ăn. Chả giống à. Ngọt lắm. À. Ừ, các bạn ạ. Đó. Ăn cứ ngộ thôi. Ớt đồng đầy. Trắng. Thịt ngon lắm. Ngọt. Ăn đút. Chưa vâng. Ăn đút ở những này gọi là uống. Đây gọi là mèo mù vừa cá rán. Đấy, mèo mù vừa cá rán. Đấy. Người ta đánh mãi mới được con. Mình quăng vài phát lại được. Cái mình nhiều cá ấy. Hôm trước có cái ông nào quăng phát được 20 con. Dép à? Ông nào? Bằng cái bàn dép à? Bằng cái bàn dép rồi đúng không? Bằng này này. Bằng này nó lọt. Bằng này này. Bằng này nó lọt. Bằng đúng thế này luôn. Lọt. Lọt cái gì đây bằng này. Đó, thấy không? Rất là ngọt. Ăn là cá khác thì cắn luộc. Ngọt hơn. Nói luộc nó. Nói nó không mất nước. Tao mới nhấp chấm được con rồi đấy. Nhấp chấm điện thoại chẳng mà. Nhìn miếng này vẫn cảm tưởng thấy trứng ngon ấy chứ. Nhìn cái trứng. Con chó. Chó. Chánh bẩn nhé. Anh cần lợi dụng lúc chạy bẩn. Lợi dụng cái gì? Tao thiếu nước để rửa. Anh thừa ấy. Dưới nóng hơn nhưng mà đáng nhẽ ra đút cái đầu nó xuống dưới thì đấy hơn thì ngon hơn đút đuôi nó à, với các bạn nhớ cục thịt cá lóc nóng lắm chắc rồi một cục luôn đây là cục mà à, một cục rồi chấm xoay bánh chấm chưa đâu một lần nào mùa lũ anh em mình sẽ bắt cá bằng tay cho các bạn xem nhiều kinh điển ngày trước à anh
cái mương, à, cái rạch nhỏ nhỏ ấy, cứ cầm tay nó hụt hụt. Rạch kia nó ở bên trong cái gốc cỏ ấy, cho cái đường nó rạch ấy. Nhưng mà có lúc nó chọc nó xuống tay ấy. Anh ở đây. Đấy. Ừ. Vẫn chín đến đoạn, từ đoạn này thì sống này. Đoạn này thì hơi chắc. Hơi dài. Chắc là ngon. Hơi dài. À, được. Nó bỏ muối đã. Tao bảo đút đầu xuống thì không nghe, có phải chín hết không? Con tôi chín chỉ ăn hết thì còn mày ăn hết rồi còn đâu đây? Chém mà. Đỏ lòm. Đỏ lòm. Ờ, để cho chó. Tí à con gà. À tí à. Con gà. Nhóc kìa. Tí tao bắt trong này còn nữa. Bắt cá vàng đấy. Bắt cá vàng đấy. Cá vàng ông công ông táo người ta thả ra giờ to lắm rồi các bạn. Con bằng này. Cá được ăn trộm trong này. Vẫn nóng nha, nóng cực luôn. Đấy, lúc đấy thả cái đầu vào đây cũng phải hợp lý. Thôi, clip này anh em mình sẽ kết thúc đây đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment. À, quên, vẫn chưa comment được. Nếu các bạn thích thì cứ comment. Không có comment được đâu mà comment. Có comment thì phạt biết được. Thôi, chào mọi người nha. Bye bye. Nhớ đăng ký và ấn chuông bên cạnh nha. Để chia sẻ cho tất cả các bạn cùng xem nha. Nhặt vào đây đi, nhặt vào đây đi. Môi trường sạch sạch đẹp và dọn đấy, cái môi trường. Nhặt vào. Vâng, thế lúc đó đi em sang dọn đống bên kia đấy. Đây, bốc đống này đi để tao đi lấy chạy. Vâng. Thế em sang em lấy cái bóng á.